Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của tôi là Vi Đứng Nhật Huy. Tôi là admin của blog Vi Đứng Nhật Huy.com và kênh YouTube Vi Đứng Nhật Huy trên YouTube. Thì trên màn hình thì các bạn đang thấy đây là một cái trang web Upton mới ra đời cách đây một tuần. Nhưng mà cái độ chuyên nghiệp và cái lãi suất mà khi chúng ta đầu tư vào cái trang này thì làm tôi phải giới thiệu đến các bạn. Thì Upton là gì? Thì các bạn ở đây thấy ở đây là Upton, nó là một cái công ty quốc tế. Đây là tôi dịch tiếng Việt này ha. Upton là một công ty quốc tế được thành lập vào năm 2016 do sự sáp nhập của đội thương gia mạnh nhất từ Anh và Singapore. Những người sáng tạo ra những mỏ khai thác lớn ở các tỉnh Tây Bắc Trung Quốc. Sự sáp nhập có thể nhận ra được, có nghĩa là sự sáp nhập này nó sinh ra cái công ty là Upton, là tập hợp những cái hình thức kinh doanh chuyên nghiệp, đầu tư vào các công ty ISO đã chứng minh và sử dụng công nghệ hiệu quả trong việc khai thác tiền điện tử và ancoin một cách đầy hứa hẹn. Các chuyên gia đến từ Anh, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đó. Vào tháng 6 năm 2007 quyết định mở cửa Upton cho nhà đầu tư, thương nhân, thợ mỏ, cộng đồng người rất lớn. Rồi, nói chung là cái Upton này thì khi mà các bạn tìm hiểu về nó thì nó rất là nhiều thông tin đó. Và một cái trang web như thế này nó xây dựng lên thì các bạn thấy là cái độ chuyên nghiệp của nó như thế nào. Và nó đầu tư, cái này là đầu tư cực kỳ nghiêm túc chứ không phải là một trang HIB bình thường. Nhưng mà Upton tôi vẫn đang liệt kê nó vào là dạng HIB. Đó. Trong đó có trading, mining và B2B exchange. Thì trading là khi là chúng ta sẽ đầu tư. Đầu tư vào trong này thì chúng ta sẽ nhận lãi hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần. Các gói kéo dài là 30, 60, 90, 120 và 150 ngày. Đó. Thì chúng ta có thể đầu tư bằng các hình thức như là YesCash, LTC, ETH, BTC, ốc, đồng ốc này, và USD. Rồi, mining là chúng ta đầu tư vào cái khối các gói khai thác của nó. Khai thác ETH hay khai thác Z, thì cái này các bạn đầu tư bằng Z và ETH thì đào ra được cái đồng ốc. Đó, thì cái đồng ốc này là giống như là một cái đồng tiền. Khi các bạn biết về cái EBC banking đó, Ether banking đó, thì nó cũng là một đồng tiền điện tử nhưng mà nó chưa ISO. Và cái đồng ốc này nó cũng vậy, đồng ốc này nó cũng là một dạng ISO nhưng mà nó đang gọi là lending và tạo cái cộng đồng đầu tư trước, trả lãi trước rồi sau đó mới ISO. Thì cái này nó đi một cách rất là mới, rất là hay. So với Ether banking thì cái này, thằng này nó có thể là hay hơn nữa. Đó. Và phần mining thì đây tất cả những cái thông số của cái pool đào con nó hiển thị đầy đủ hết đây. Rồi cái phần B2B exchange là gì? Là cái sàn giao dịch nội bộ, thì chúng ta có thể mua đồng ốc này. Đó. Thì ở đây có những người bán và chúng ta sẽ mua với số tiền tương ứng với cái số lượng này. Ở đây. Rồi để nạp tiền vào cái Upton này thì chúng ta sẽ làm gì? Tôi vào phần trading nè, tôi giới thiệu sơ đến các bạn thấy là hiện tại là tôi đã đầu tư vào ba gói ETH, LTC và ốc. Thì tôi đầu tư là 19 ốc thì nó tương đương 20 đô đấy, cái này khoảng 30 đô, cái này khoảng mấy đồ. Thì các gói nó kéo dài 150 ngày này, 30 ngày này đó. Thì hiện tại là cái trang Upton này nó mới ra thôi, nó mới ra là cũng có một tuần, nên là các bạn đầu tư vào cái thời điểm này là tôi đảm bảo với các bạn là 99% là các bạn thắng đó. Bây giờ nó cho dù nó là HIB đó, nhưng mà cái HIB này nó có một cái tổ chức, có một cái độ chuyên nghiệp cực kỳ tốt. Rồi bây giờ tôi sẽ sơ qua
Rồi bây giờ tôi sẽ nạp, hướng dẫn các bạn nạp tiền vào 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 Optone. Đây này các bạn, Optone thì cái ví ở đây, ví ở đây. À, nếu mà các bạn muốn muốn nạp ETH thì các bạn kích xuống đây, các bạn chọn là Relenis, đây, LTC cũng vậy, Zcash cũng vậy. À, rồi bây giờ tôi sẽ nạp BTC đây các bạn này, rep này, cái ví này, hiện ví này thì tôi sẽ vào Coinbase của tôi sẽ chuyển vào cái ví đó. Tôi giờ tôi đầu tư là khoảng 180 đô. À, rồi 180 đô này, bây giờ tôi Optone này. Rồi continue. Rồi các bạn nào theo tôi đầu tư, trong quá trình đầu tư thì các bạn nhớ là phải đầu tư vào cái trang này, tôi thấy cực kỳ tốt và cái thông tin nó rất là rõ ràng, nên là khi các bạn đầu tư vào các bạn không có rủi ro đâu các bạn ạ. Rồi như vậy là chuyển xong rồi đó, là từ từ bên đây nó sẽ nhận thôi. Rồi như thế nào đây này, đầu tư này, khi phần trading này, khi các bạn đầu tư gói đầu tư của nó thì các bạn sẽ đầu tư bằng USD này. Ví dụ USD thì nó chấp nhận hai hình thức là Perfect Money và ADVK này, rồi Optone, BTC, ETH, LTC, DAT và Z. Rồi còn cái lãi suất các gói trading nó như thế này nè các bạn. Ví dụ các bạn đầu tư bằng BTC ha, mà các bạn bấm vào đây, ví dụ các bạn đầu tư một Bitcoin, một bit kéo dài 30 ngày thì các lãi suất của các bạn như thế này. Để các bạn để ý nha, lãi suất là 27.4%. Sau 30 ngày thì bạn sẽ nhận được là 1.27 bit, tương đương với tổng cái lãi suất là 127.04%. Bạn nhận về được 1.2704 bit, thì sau 30 ngày nó trả gốc lẫn lãi cho các bạn. Rồi ví dụ các bạn đầu tư bằng Optone thì nó cũng vậy, lãi suất nó cũng tương như vậy, nhưng mà nó cao hơn tí này, 28.39 này. Mà nếu mà các bạn đầu tư vào các gói mà nó kéo dài 60, 90, 120 ngày và 150 ngày thì các lãi suất nó cộng thêm từ 5 tới 15%, 5, 10, 12.5 và 15%. Đó là một cái rất là ok của cái gói đầu tư. Rồi phần mining thì nó đào ra đồng ốc. Thì ví dụ tôi sẽ đầu tư vào 100 hết. Nè. 100 này. 100 hết này. 100 hết nha. Bằng Bitcoin nha. Đào ốc đi. Miner. Mining. Đào ETH. Đào Z. Nó chỉ đào được ETH và đào Z thôi. Còn khi chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ trả bằng các hình thức đây, USD, UOC, BTC, ETH, LTC, DAT và Z. Các bạn bấm ví dụ Start Mining. Nó báo là chúng ta không đủ tiền trong tài khoản này. Rồi team. Về phần xây dựng hệ thống thì các bạn chú ý cái thằng Optone này, nó có một cái hệ thống rất là ok, lên đến 7 tầng. Và tầng 1, tầng 2, tầng 3, 4, 5, 6, 7, và cái số lượng nó không có giới hạn như thế, thì khi mà các bạn đầu tư vào ốc thì các bạn có thể xây dựng cái hệ thống để các bạn xây dựng cái cộng đồng cho ốc, và sau này nó ISO thì cái lợi ích nó thuộc về các bạn tại vì các bạn là người đi trước. Rồi tiếp theo là gì đây, MyBalance.
Cao Sitting. Thì viên ốc này nó có bao vừa 2 F3, bao mặt 2 F3. Ở đây cái lịch sử nè, lịch sử giao dịch, ví dụ như là đồng ốc tôn thì withdraw này, nạp này, rút nạp. Khi bạn chuyển gói đầu tư thì nó sẽ báo là rút, mà khi bạn nạp vào thì mua vào thì nó là báo là nạp này. ETH, LTC này, Z này. Đó. Rồi nhìn ở đây liên kết giới thiệu ốc New Curry Contact. Thì Contact right to odd Contact rồi. Ok. Thì tóm lại là trong khi chờ đợi cái Bitcoin của tôi nó vào á, thì tôi sẽ tóm lược sơ là một tí là chúng ta sẽ đầu tư vào cái ốc tôn này, chúng ta sẽ nạp tiền bằng cách xem ở đây vào trading này, rồi bấm đây nạp tiền, withdraw là rút, còn cái rep Linux đây là chúng ta sẽ nạp tiền vào, nạp vào. Khi các bạn nạp vào rồi, nó có rồi á, thì các bạn vào phần trading. Các bạn muốn đầu tư vào cái gói đầu tư của nó thì các bạn chọn cái gói ở đây, chọn số tiền, chọn loại tiền là USD, BTC, ETH là gì đó, chọn loại tiền, chọn gói đầu tư, và chúng ta sẽ bấm điền vào số tiền, ví dụ copy bên đây, dán qua đây cũng được. Rồi rồi sau khi các bạn điền hết đầy đủ thông số rồi, các bạn mình sẽ bấm invest để các bạn đầu tư. Rồi cái phần mining thì cái này là nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn đầu tư vào gói mining này nó cũng ok thôi, nhưng mà cái này tôi không có khuyến khích, tại vì các bạn chỉ cần vào cái phần B2B chain để các bạn mua ốc thôi, đâu cần làm gì nhiều. Đây nè, ví dụ các bạn điền đây nè, tôi trả bằng đô, tôi nhận bằng ốc này, đây là order, đây là ví dụ như các bạn bỏ 100 đô thì các bạn nhận bao nhiêu ốc, 100 ốc này, tôi cứ liter dạ thôi. Rồi gì nữa, monitoring of exchange thì cái này là như là cái exchange là cái công cụ trao đổi thôi. Rồi monitor of currency, cryptocurrency thì ở đây là các lệnh trao đổi của nó. Rồi thì các bạn thấy là một cái dự án nó chuyên nghiệp như thế này, nó còn chuyên nghiệp hơn Lazy Online mà các bạn đang đầu tư nữa. Tại vì Lazy Online là nó cũng được thâm niên một thời gian rồi, thằng ốc này nó mới ra, nhưng mà độ chuyên nghiệp, cái độ chi tiết nó cực kỳ, nó chấp nhận rất là nhiều loại tiền, chấp nhận rất là nhiều hình thức thanh toán, nên là cái độ an toàn nó càng cao. Nên là các bạn đầu tư vào này là tôi đảm bảo với các bạn là nó sẽ rất là ok. Nên là khi các bạn đầu tư, các bạn muốn tạo tài khoản thì các bạn hãy nhớ ủng hộ link của tôi, để ủng hộ tôi tạo cái động lực để tôi tiếp tục nghiên cứu và khai thác những cái thông tin mới, để mang đến các bạn những cái trang đầu tư, những cái cơ hội để các bạn kiếm tiền. Rồi bây giờ tôi sẽ chờ đợi cái tiền của tôi vào và tôi sẽ hướng dẫn các bạn đầu tư luôn. Rồi ok, tôi sẽ dừng lại đây tí ha. Đây các bạn, thì tôi chờ đợi khoảng 2 phút, khoảng 20 phút thì tiền nó đã vào Opton. Thì các bạn bây giờ các bạn xem là nó bao nhiêu confin nha. Nó 4 confin. 3 tới 4 confin là nó sẽ vào bên Opton này. Hiện cái số dư ở đây các bạn nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn đầu tư bằng cái tiền này luôn. Các bạn vào phần trading. Rồi tôi sẽ chọn là ví dụ tôi 150 ngày luôn đi ha. 150 ngày là 5 tháng như vậy ha. Rồi tôi đầu tư bằng BTC. Ví dụ tôi sử dụng cái tôi copy vào ở đây và nó báo cho chúng ta tất cả các thông số này. Xem 150 ngày bạn sẽ lãi được là khoảng 278 đô, tương đương với số tiền với phần trăm là 155,48 đô, 48%.
tổng nhận về là 0.06 Bitcoin, tương đương với giá trị khoảng 458 đô. À, rồi đó, đây các bạn. Và chúng ta sẽ nhìn những cái thông số như thế này. Để chúng ta ví dụ 30 ngày đi. 30 ngày thì tương đương với lãi là 48 đô. Thì các bạn tính đi. Khi mà chúng ta đầu tư vào những dự án như thế này, một tháng chúng ta được gần 50 đô. 50 đô thì bao nhiêu tiền? Nó khoảng 1.000.000. Mà khi chúng ta đầu tư vào 4 năm cái dự án như thế này thì một tháng các bạn kiếm bao nhiêu tiền? À, nên là đầu tư những cái dự án như thế này nó rất là ok. À, đó là tất cả những cái vấn đề về thằng Upton tôi đã nói với các bạn rồi. Và khi chúng ta đầu tư online thì chúng ta phải chia cái dòng tiền của bạn ra thành nhiều phần, đầu tư vào nhiều dự án, nó sẽ tạo nên cái giá trị lợi nhuận cho các bạn. À, tránh rủi ro. Ví dụ như ISO, các bạn đầu tư vào những dự án ISO mà các bạn hiểu, các bạn nghiên cứu, chứ không phải là các bạn đầu tư vào theo cái đám đông. À, hiểu nhưng mà cũng cái vấn đề cộng đồng nó vẫn vấn đề rất là quan trọng. Rồi, như vậy là trong clip ngày hôm nay thì tôi đã nói với các bạn là cái Upton nó như thế nào, đầu tư vào nó như thế nào, lợi nhuận như thế nào này. Nó cái độ chuyên nghiệp với cái độ uy tín an toàn của nó tới đâu thì các bạn đã nhận định được rồi. Đó, nên bây giờ là các bạn đầu tư và đầu tư vào nó nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ 5 tháng này. Tôi đầu tư vào đây 5 tháng luôn các bạn. À, 5 tháng luôn, bấm vào đây và bấm invest thôi. Đấy, invest. À, nó tạo cho tôi cái gói đầu tư như thế này. Và trước khi nó NFT, trước khi nó chính thức hoạt động thì nó tốn khoảng một ngày 4 tiếng nó sẽ NFT. À, hiện tại tôi đầu tư vào đây là một gói, hai gói, ba gói, bốn gói rồi. Là tôi tiếp tục đầu tư vào này. À, đầu tư hết sức có thể. Dự án này rất mới và rất là ok. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn những clip sau. Khi các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn nhớ kích vào cái link ở phía dưới clip này để ủng hộ tôi. Cảm ơn các bạn. Đừng bao giờ dừng lại ở suy nghĩ. Hãy bắt tay vào làm nó.